기술자, 기수 기술. 의사, 박씨, 간호사, 이사 환자, 백년, 선생님. giáo viên 학생, học sinh học sinh, soạn quan lính cứu hỏa quân nhân bộ đội, bí thư thư ký cá nhà văn bò nhọc cá thu nhóc xả biên dịch viên phiên dịch viên cùng bố việc học thuộc sở việc đọc sách trẻ bài tập về nhà. 교실 lớp học. 수업 bài học. 수준 mức độ. quá trình. khóa học.